Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn đây là sản phẩm máy giặt đến từ thương hiệu LG. Đây là mã mới năm 2021 với cái kỳ hiệu là FV1410S5V. Thì với cái tên như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được đây là cái dòng máy 10 cân các bạn nha. Và cái ký hiệu của năm nay thì sẽ là 1410, là dòng 10 cân. Cái đuôi S5V có nghĩa là màu trắng. Thì đây là toàn bộ sản phẩm ở trước mặt các bạn, vừa rồi mình đã khui hộp. Thì ở cái mặt trước này thì mình sẽ đi vào giới thiệu luôn. Thì đây nó sẽ là một cái khu vực mà chúng ta sẽ cho cái đồ nước giặt rồi comfort đây. Đây nước nước xả quần áo vào đây. Đó là chúng ta, đây là cái khay nước giặt và nước xả. Và đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ là khu vực điều khiển chính của cái chiếc FV1410S5V này. Chúng ta sẽ có một cái núm cơ các bạn nha. Đó, núm cơ, khi các bạn vặn núm cơ thì nó sẽ có một cái đèn nó sáng. Đấy, chúng ta cắm điện vào sẽ có đèn sáng. Chọn chế độ nào thì sẽ sáng ở chế độ đó nha. Rất là nhiều chế độ giặt khác là nhau. Ở đây có 14 chế độ nha. 14 chế độ này thì có cả luôn cả những chế độ về làm sạch lọc giặt. Đó. Còn đây là cái khu vực bảng điện tử. Khu vực bảng điện tử này thì sẽ hiện những cái thông số về nhiệt độ nước này, rồi vòng vắt, rồi những cái tính năng hẹn giờ, hoặc là những tính năng như là giặt kỹ hoặc là rũ nha. Đó. Và cái thông số ở trước mặt chúng ta đây, thấy có một thông số ở đây là nó sẽ được hoạt động inverter các bạn nha. Và sẽ được bảo hành động cơ máy đây là 10 năm. Thì sau đây mình sẽ mở qua cái lồng giặt bên trong để các bạn xem qua nha. Đây là cái lồng bên trong. Thì với cái khối lượng là 10 cân thì cái chiếc này nó sẽ phù hợp với một gia đình 7 đến 8 người thoải mái các bạn. Nói chung là cái trọng lượng này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng các bạn. Đó. Đây là cái khoang rất là rộng. Cái khoang này nó có rất là nhiều khe tia này để nó giặt sẽ cấp cái nước. Cái nước nó sẽ được cấp đều hơn trên cái bề mặt. Khoang rất là rộng. Đây là chúng ta sẽ có một cái phụ kiện nha. Đây là cái bộ phụ kiện mà chúng ta sẽ kết nối với đường nước ở đằng sau. Đó, cửa lồng giặt rất là rộng rãi, 10 cân rất là rộng rãi. Cửa kính đây. Đó, mình bóc qua các bạn xem. Đó, rất là đẹp luôn. Đặc tính của cái dòng máy giặt LG này có một màu trắng sữa, và cái điểm nhấn là cái khoang ở cửa kính này rất là đẹp. Được làm phẳng rất là đẹp. So với những thế hệ trước được làm lõm, nhưng cái thế hệ mới này thì được làm phẳng như này nó sẽ rất là đẹp các bạn. Nhìn nó rất là sang trọng. Ok. Mình sẽ quay nhanh một lượt cho các bạn nha. Hiện tại sản phẩm FV1410S5V này đang được điện máy ra kho bên mình bán với giá rất tốt so với thị trường các bạn nha. Mình khẳng định giá rất tốt so với thị trường. Tại thời điểm clip này thì mình sẽ không công bố giá, nhưng mà thường sẽ rẻ hơn siêu thị từ 25 đến 30% các bạn nha. Bởi vì là giá nó sẽ tính theo tùy thời điểm, có thể khi các bạn xem clip này thì giá nó có sự thay đổi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn nhé. Đây là khu vực chung các bạn cấp nước mà. Còn đây là bốn cái chốt lồng giặt. Bốn cái chốt lồng này thì khi từ nhà máy sản xuất thì sẽ được đóng bốn chốt này, và khi các bạn dùng thì chúng ta sẽ tháo ra nha. Ngực chiều kim đồng hồ là chúng ta sẽ tháo ra. Còn đây là cái đường nước ra. Đó. Tất cả những gì đằng sau. Như vậy là để đặt hàng cái sản phẩm này thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp bên mình qua hotline 0835333444, hoặc qua fanpage là điện máy ra kho, qua website bên mình là điệnmayratakho.vn. Sản phẩm sẽ được giao nắp miễn phí tại nhà các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những sản phẩm điện máy lần sau nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì xin hãy like và đăng ký kênh bên mình nhé, để mình có động lực tiếp tục làm review những sản phẩm điện máy tới các bạn. Xin chào.